Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai trên địa bàn tỉnh Long An và khu vực Nam Bộ. Theo dự báo từ Đài khí tượng thủy văn tỉnh, trên địa bàn toàn tỉnh mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay có mưa vài nơi, ngày mai trời nắng gián đoạn, có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa mưa to. Trong cơn dông quý vị cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất trên địa bàn tỉnh là từ 30 cho đến 32 độ và nhiệt độ thấp nhất là từ 24 đến 26 độ. Độ ẩm trung bình từ 85 đến 90%, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Tiếp theo là phần dự báo độ mặn tại một số trạm trong 24 giờ tới trên địa bàn tỉnh Long An. Tại trạm Cầu Nổi, trên sông Giàm Cỏ, độ mặn đo được là 6,1 gam trên lít. Trên sông Giàm Cỏ Đông, độ mặn đo được tại trạm Bến Lức và trạm Xuân Khánh, lần lượt là 0,5 gam trên lít và 0,2 gam trên lít. Còn tại trạm Tân An và trạm Tuyên Nhân, trên sông Giàm Cỏ Tây, độ mặn đo được là 0,5 gam trên lít và 0,2 gam trên lít. Theo dự báo trên, thì ranh giới độ mặn 4 gam trên lít xâm nhập sâu vào nội đồng hơn 25 km ở khu vực sông Giàm Cỏ thuộc địa phận xã Phước Đông, huyện Cần Đước. Còn ranh giới độ mặn 1 gam trên lít xâm nhập sâu vào nội đồng hơn 45 km ở sông Giàm Cỏ Tây, khu vực xã Nhật Ninh, huyện Tân Trụ và xã Thuận Mỹ, huyện Châu Thành. Ngoài ra, ranh giới độ mặn 1 gam trên lít cũng xâm nhập hơn 40 km ở sông Giàm Cỏ Đông thuộc địa phận xã Phước Tuy, huyện Cần Đước. Thưa quý vị, với tình hình xâm nhập mặn như trên, Đài khí tượng thủy văn tỉnh dự báo ở khu vực lân cận Cầu Nổi, sông Giàm Cỏ không lấy được nước ngọt kể cả vào lúc chiều thấp. Trên sông Giàm Cỏ Tây, xã Nhật Ninh, huyện Tân Trụ, xã Thuận Mỹ, huyện Châu Thành trở lên có khả năng lấy nước vào lúc chiều thấp, và trên sông Giàm Cỏ Đông, xã Phước Tuy, huyện Cần Đước trở lên cũng có khả năng lấy nước lúc dần chiều thấp. Xin chuyển sang thời tiết khu vực Nam Bộ. Thưa quý vị, theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Long An, trong đêm nay và ngày mai, khu vực Nam Bộ chủ yếu chịu ảnh hưởng chính bởi gió Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh. Rãnh áp thấp có trục qua Nam, Đồng bằng, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, nối với bão số 2. Khả năng đi vào Bắc Bộ sau suy yếu đi. Sau đây là phần dự báo chi tiết cho khu vực Nam Bộ, trước hết là tại khu vực miền Đông Nam Bộ. Khu vực này đêm nay có mưa vài nơi, ngày mai trời nắng gián đoạn, đến chiều tối mai sẽ có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa mưa to. Trong cơn dông quý vị cũng cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất ở đây là từ 23 cho đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất dao động từ 31 đến 33 độ, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Đối với khu vực miền Tây Nam Bộ, đêm nay ở đây có mưa vài nơi, ngày mai trời nắng gián đoạn, đến chiều tối mai sẽ có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất khu vực này là từ 24 đến 26 độ và cao nhất là từ 30 cho đến 32 độ, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Như thường lệ, cuối bản tin là phần dự báo nhiệt độ một số thành phố lớn trong cả nước. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi bản tin dự báo thời tiết tối nay. Hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.